Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em trả lời câu hỏi thảo luận số 2 trong sách giáo khoa sinh học 6, trang 55, đề bài như sau. Em hãy giải thích vì sao mép vỏ phía trên chỗ cắt lại phình to ra, vì sao mép vỏ ở phía dưới lại không phình to. Thứ hai, cho biết mạch dây có chức năng gì. Thứ ba, nhân dân ta thường làm như thế nào để nhân nhanh giống cây ăn quả như là cam, bưởi, nhãn, vải, vân vân. Như vậy, để trả lời được câu hỏi này, thứ nhất, cô và các em cùng điểm lại thí nghiệm của bạn Tuấn. Đó là bạn Tuấn đã chọn ra một cành cây trong vườn, bóc bỏ một khoanh vỏ. Sau một tháng, bạn Tuấn thấy rằng mép vỏ ở phía trên phình to ra. Thứ hai, đó là ở những bài học trước về cấu tạo trong của thân non và thân trưởng thành, các em đã được biết mạch gỗ ở thân phân bố ở bên trong và mạch dây phân bố ở bên ngoài. Khi chúng ta bóc bỏ lớp vỏ cây, chính là loại đi lớp vỏ mạch dây. Như vậy, dựa vào đó, cô và các em sẽ đi vào lời giải chi tiết. Thứ nhất, đó là giải thích kết quả thí nghiệm của bạn Tuấn. Thì trong thí nghiệm của bạn Tuấn, mép vỏ phía trên bị phình to ra là do các chất dinh dưỡng được tổng hợp từ lá khi vận chuyển từ trên xuống dưới đến vết cắt thì bị ngừng lại, nên các chất dinh dưỡng bị tích tụ và làm phình to mép vỏ. Thứ hai, đó là mạch chức năng của mạch dây. Thì mạch dây có chức năng vận chuyển các chất dinh dưỡng do lá tổng hợp để đến các bộ phận khác của cây. Thứ ba, nhân dân người ta thường sử dụng phương pháp chiết cành để có thể nhân nhanh giống cây ăn quả hoặc là các cây thân gỗ. Như vậy, cô và các em đã trả lời xong câu hỏi thảo luận số 2 trong sách giáo khoa sinh học 6, trang 55.